Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, truy nã cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Bị can Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương được xác định đã nối gót Trịnh Xuân Thanh. Bộ Công an đang truy nã Hồ Thị Kim Thoa sinh năm 1960 Thứ trưởng Bộ Công Thương vì bỏ trốn sau 3 ngày bị khởi tố, xác định bà Hồ Thị Kim Thoa nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương không có mặt tại Việt Nam, Bộ Công an đã ra lệnh truy nã với bà này. Bà Hồ Thị Kim Thoa đang ở đâu, có về Việt Nam để chịu sự trừng trị của pháp luật như Trịnh Xuân Thành hay không? Một nhân vật đình đám như cựu bí thư, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa liên quan đến hàng loạt các sai phạm trong đó có lô đất vàng ở quận nhất thành phố Hồ Chí Minh lại có thể dễ dàng ra nước ngoài như vậy, kể cũng khó hiểu. Những sai phạm của bà Hồ Thị Kim Thoa đã bị phát hiện từ lâu và các cán bộ có liên quan đã bị khởi tố bắt tạm giam, vậy mà bà Thoa vẫn đàng hoàng ra nước ngoài được. Hơn ai hết, chính bà Hồ Thị Kim Thoa đã thấy trước số phận dính líu đến pháp luật của mình nên tìm đường ra nước ngoài trước. Lê Trung Dũng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã nhận quyết định kỷ luật về đảng cũng như kỷ luật lao động do đi Singapore vắng mặt nhiều ngày tại cơ quan. Ông Lê Trung Dũng đi không về nên bị kỷ luật. Vũ Đình Duy thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam VinaChem, nguyên Tổng giám đốc VPTech bởi ông Duy đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật lao động và vi phạm quy định về quản lý đoàn đi nước ngoài. Ông Duy đi nước ngoài chữa bệnh nhưng thực chất là bỏ trốn. Trịnh Xuân Thành, cựu cán bộ Bộ Công Thương sau khi được luân chuyển làm Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Hậu Giang đã bị phát hiện có những dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trịnh Xuân Thành đã bỏ trốn sang châu Âu. Ngoài những cán bộ của Bộ Công Thương, còn có Phan Văn Anh Vũ cũng trốn sang Singapore. Ông Vũ bị khởi tố về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật của nhà nước theo Điều 263 Bộ Luật Tố Tịnh Hình Sự năm 1999. Ngày 21 tháng 12 năm 2017, ông Vũ bị truy nã. Những quan chức vô vết của cải thường tính đường lui không phải lui ở quê nhà mà lui ở đất khách quê người. Họ có sẵn tiền sang các nước mua nhà đưa gia đình sang lập công ty lấy thẻ xanh lập nhập quốc tịch. Họ lót ổ sẵn để khi lầm sự là biến. Nếu để cho quan chức tham nhũng thoát lưới pháp luật dễ dàng như vậy thì không thể chống lại được tội phạm tham nhũng, không thể phòng được tham nhũng. Bọn tham nhũng phá hoại hàng trăm hàng ngàn tỷ đồng chuyển ra nước ngoài lập cơ ngơi nếu bị lộ thì bay sang sinh sống nếu ai cũng làm được như vậy thì còn gì là sức mạnh của pháp luật cho nên với những trường hợp có dấu hiệu phạm tội cho dù chưa bị khởi tố các cơ quan tư pháp cũng cần cảnh giác khi họ có ý định xuất cảnh còn trước mắt phải đưa hồ thị kim thoa về cho bằng được như đã từng lôi phan văn, văn vũ trịnh xuân thanh và một số người khác từ nước ngoài về việt nam chịu án ví dụ như bắt cóc trịnh xuân thanh hoặc bắt cóc một số người khác ở nước ngoài ví dụ như nhà báo trương duy nhất đã được bắt cóc từ thái lan đưa về việt nam ngày 12 tháng 7 cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố các bị can liên quan đến sai phạm sử dụng khu đất 2462 và trưng quận nhất thành phố hồ chí minh Hiện toàn bộ hồ sơ cùng bản kết luận này đang được chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Vũ Huy Hoàng, sinh năm 1953, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phan Trí Dũng, cựu Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ Bộ Công Thương, về tội vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự 2015 các bị can Nguyễn Hữu Tín, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đào Anh Kiệt, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, Trương Văn Út, cựu Phó trưởng phòng Quản lý đất Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Văn Thanh, cựu Phó tránh những văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Trương, cựu trưởng phòng Đô thị Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Trương, cựu trưởng phòng Đô thị Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Lan Châu, cựu chuyên viên Phòng Quản lý đất Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Lâm Nguyên Khôi, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nguyễn Quang Minh, cựu trưởng phòng Hạ tầng Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Bị đề nghị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo điều 229 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Đáng chú ý, Bộ Công an nêu bị can Hồ Thị Kim Thoa, sinh năm 1960, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương đã bỏ trốn. Do thời hạn điều tra vụ án đã hết, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã bị can này, đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Thoa, khi nào bắt được sẽ tiến hành điều tra và phục hồi xử lý theo quy định. Kết luận điều tra cũng xác định bị can này là người có trình độ, kinh nghiệm và hiểu biết trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế, công nghiệp, công tác chỉ đạo điều hành đối với các hoạt động tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công Thương. Bị can trải qua các cương vị công tác: Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện quang, Ủy viên Ban chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thủy tinh Việt Nam Tháng 5 năm 2010, bị can được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương, được phân công phụ trách trực tiếp vụ công nghiệp nhẹ, nay là Cục Công nghiệp. Và Tổng công ty Sabeco chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về thực hiện quyền trách nhiệm nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào các doanh nghiệp khác. Trong đó có Tổng công ty Sabeco thông qua tại Sabeco Công ty Sabeco phải báo cáo xin ý kiến bằng văn bản về những nội dung thuộc quyền trách nhiệm chủ sở hữu nhà nước và phải được Bộ Công Thương xem xét quyết định có ý kiến chỉ đạo trước khi thực hiện. Theo kết luận, ông Hoàng và các đồng phạm đã gây thiệt hại đặc biệt lớn khi quyền sử dụng khu đất 246 Hai Bà Trưng có diện tích 6.080m2 bị dịch chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân. Còn hành vi của bị can Hòa diễn ra trong một thời gian dài có tính hệ thống, cố ý làm trái các quy định của pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Hành vi đó cấu thành tội phạm vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự 2015. Bị can Hồ Thị Kim Thoa, cựu bố trưởng Bộ Công Thương được xác định là đã trốn ở bên Pháp liên quan đến vụ án bán rẻ đất vàng 246 Hai Bà Trưng, quận nhất cho tư nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 xác định trách nhiệm hình sự của bà lãnh đạo Bộ Công Thương gồm có Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng, Phan Trí Dũng, Nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp Nhẹ và Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng. C03 đã khởi tố các bị can Vũ Huy Hoàng, Phan Trí Dũng và Hồ Thị Kim Thoa về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Quy định tại khoản 3 điều 29 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, do bị can Hồ Kim Thoa đang bỏ trốn nên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra và quyết định truy nã đỏ đối với bị can này. Theo kết luận thanh tra, bà Hồ Thị Kim Thoa bị khởi tố ngày 10 tháng 7. Hai ngày sau đó, cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Thoa. Cũng trong ngày 12 tháng 7, cơ quan điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố 10 bị can khác trong vụ án, trong đó có Vũ Hy Hoàng và Phan Trí Dũng. Kết luận điều tra cho thấy cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với Hồ Thị Kim Thoa nhưng không nêu rõ truy nã trong nước hay quốc tế. Trao đổi với thanh niên một lãnh đạo có trách nhiệm của Bộ Công an cho hay sau khi ra quyết định truy nã, cơ quan công an đã truy tìm, nếu xác định bị can trốn ra nước ngoài thì sẽ yêu cầu tổ chức hình cảnh quốc tế Interpol phối hợp truy nã quốc tế. Nhiều nguồn tin cho thanh niên biết bà Thoa đã ra nước ngoài từ tháng 8 năm 2017 sau khi bị cơ quan chức năng miễn nhiệm chức vụ thứ trưởng Bộ Công Thương do để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác chuyên môn. Được biết bà Hồ Thị Kim Thoa hiện không nằm trong danh sách những người xin thôi quốc tịch Việt Nam và không thực hiện các thủ tục xin thôi quốc tịch. Bà Thoa từng khẳng định trong kê khai thu nhập tài sản hàng năm bà luôn luôn trung thực nên nhiều người cho rằng không soạn giả nào đủ khả năng và tưởng tượng để viết được một vở cải lương hoặc vở kịch về phòng chống tham nhũng tại Việt Nam hay hơn tiến trình điều tra xử lý vụ án vi phạm quy định về quản lý đất đai và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến việc chuyển hóa quyền sử dụng 6.000 m2 đất ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. 6.000 m2 công thổ này được giao cho một doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công Thương Sapeco sử dụng giữa thập niên 2010. Bộ Công Thương cho phép Sabeco thành lập liên doanh, sau đó tiếp tục cho phép Sabeco chuyển nhượng hết cổ phần của nhà nước trong liên doanh đó cho đối tác. Rồi chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho đối tác này thuê 6.000 m2 ấy với giá rẻ mạt. 3 năm sau vụ chuyển hóa quyền sử dụng đất 6.000m2 đất gây thiệt hại cho công quỹ chừng vài ngàn tỷ Việt Nam Đông, 8 viên chức ở thành phố Hồ Chí Minh bị Bộ Công an khởi tố. Mất thêm 2 năm miệt mài điều tra, Bộ Công an quyết định khởi tố thêm 3 viên chức lãnh đạo Bộ Công Thương trực tiếp dính líu đến vụ chuyển hóa quyền sử dụng đất vừa kệ. Quyết định khởi tố của ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương và Hồ Thị Kim Thoa, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ông Phan Trí Dũng, cựu vụ trưởng vụ công nghiệp nhẹ Bộ Công Thương, được công bố cùng lúc với việc công bố kết luận điều tra xác định bà Thoa là tác nhân chính, song Bộ Công an công bố thêm quyết định đình chỉ điều tra với bà Thoa vì bà đã bỏ trốn. Bà Thoa vốn nổi tiếng từ lâu vào năm 2000, bà Thoa vốn chỉ là một nhân viên phòng kế hoạch của công ty bóng đèn diện điện quang DQC, một doanh nghiệp nhà nước được bổ nhiệm làm tổng giám đốc DQC. Năm 2005, sau khi DQC được cổ phần hóa, bà Thoa kiêm nhiệm thêm vai trò chủ tịch hội đồng quản trị của DQC vì bà, hai cô con gái, mẹ, em, em dâu nắm trong tay đa số cổ phiếu của DQC. Năm 2010, bà Thoa được cân nhắc làm Thứ trưởng Bộ Công Thương ông hồ quỳnh hưng em trai của bà thoa thay chị đảm nhiệm vai trò chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc dqc một trong hai cô em gái xin lỗi một trong hai cô con gái của bà vừa là thành viên hội đồng quản trị vừa đảm nhận vai trò phó tổng giám đốc dqc ông hồ đức lam một người em trai khác của bà thoa tuy không có cổ phần thuộc dqc nhưng là thành viên hội đồng quản trị của dqc và sau khi công ty nhựa dạng đông ADP được doanh nghiệp nhà nước khác được cổ phần hóa, ông Lam có trong tay 60 phần, 65% cổ phiếu của ADP nên trở thành người điều hành doanh nghiệp gốc nhà nước này. Cho đến giờ này vẫn chưa ai thử tìm hiểu xem việc bà Thoa là Thứ trưởng Bộ Công Thương liên quan đến thế nào đến chuyện tháng 9 năm 2014 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC, nơi giám sát việc sử dụng vốn nhà nước trong các doanh nghiệp, quyết định rút hết vốn ra khỏi DQC và tháng 8 năm 2015, SCIC đã thực hiện thành hành động tương tự với ADC. SCIC không có những động tác khác thường này đối với các doanh nghiệp thuộc loại ăn làm ra, thì sau cổ phần hóa, hai doanh nghiệp nhà nước thuộc sở hữu toàn dân vẫn chưa thể trở thành tài sản riêng của bà Thoa và gia đình của bà. Năm 2017, riêng tại DQC, bà Thoa và gia đình đã nắm giữ 11 triệu 780 000 cổ phiếu, trị giá lượng cổ phiếu này khoảng 800 tỷ Việt Nam đồng. Bà Thoa chỉ bị đảng ta để ý sau khi xảy ra scandal trịnh xuân thanh và đảng ta đã xác định bà là một trong những người trực tiếp dính líu với việc sắp đặt bổ nhiệm trịnh xuân thanh sai quyết định lúc đầu bà chỉ bị khiển trách sau đó ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị trung ương đảng quyết định cảnh cáo quyết định cảnh cáo của ủy ban kiểm tra bộ chính trị trung ương đảng được công bố cùng lúc với sự kiện bà thoa nộp đơn xin thôi việc có một điểm đáng chú ý là dường như đơn xin thôi việc của bà Thoa đã hóa giải được toàn bộ trách nhiệm của bà từ chuyện định giá DQC để giải tư chuyển nhượng cổ phần DQC đến chuyện chuyển nhượng 4.000m2 đất quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Kể cả khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị Trung ương, Đảng liệt kê hàng loạt chuyện liên quan đến bà, rồi kết luận đó là những sai phạm nghiêm trọng. Đã tròn 3 năm từ khi Ủy ban Kiểm tra Bộ Chính trị Trung ương Đảng xác định bà Thoa có nhiều sai phạm nghiêm trọng. Những sai phạm mà chỉ dựa theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Bộ Chính trị Trung ương Đảng công bố tại kỳ họp 16 tháng 7 năm 2017 đã khiến cho công quỹ thiệt hại hàng trăm tỷ đồng và mất 2 năm tính từ khi Bộ Công an khởi tố chuyển nhượng 6.000 m2 đất ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ta mới nhìn ra rằng cần truy cứu trách nhiệm hình sự của bà Thoa, ít nhất là trong vụ chuyển nhượng 6.000 mét vuông đất ở trung tâm quận nhất. Chỉ tiếc là bà Thoa nhìn xa, thấy nhanh hơn ta nên bà đã đi trước một bước. Một số nguồn thạo tin khẳng định trên mạng xã hội rằng bà Thoa đã qua pháp định cư. Trong giờ, giờ bà Thoa bỏ trốn, có hay khi ta công bố cùng lúc hai quyết định quyết định khởi tố và quyết định tạm đình chỉ điều tra thì ta tạo ra một cái sọt lớn cho những bị can khác như bị can Vũ Huy Hoàng có chỗ để chút trách nhiệm. Kết luận điều tra đã ghi chép cẩn thận ý kiến của ông Hoàng rằng ông chỉ chịu trách nhiệm vì là Bộ trưởng Công Thương, còn bà Thoa mới là người chịu trách nhiệm chính. Cách đây 3 năm khi Ủy ban Kiểm tra của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản tuyên bố kết luận xác minh và kỷ luật bà Thoa. Ông Lê Văn Cường, Thiếu tướng, cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an khẳng định đó là một biểu hiện rất nghiêm túc, khách quan, đáng mừng. Bởi bà Thoa từng khẳng định trong kê khai thu nhập tài sản hàng năm, bà luôn luôn trung thực nên nhiều người cho rằng việc kê khai thu nhập tài sản không bận tâm đến nguồn gốc tài sản là không thỏa đáng. Ông Cường nhìn nhận đó là sự lòng lẻo về quy chế, quy trình lẫn hệ thống giám sát quản lý đến giờ sự lòng lẻo đó vẫn còn không phải vô tình mà là cố ý từ hệ thống chính trị đến hệ thống công quyền cùng kiên quyết sự từ chối xác định giàu có bất minh không thể giải thích hợp lý về nguồn gốc tài sản là tội phạm cần xử lý hình sự nên liên tục để sót vô số đồng chí nếu chống tham nhũng thật sự không có ngoại lệ, không có vùng cấm, tại sao 3 năm qua dù Ủy ban Kiểm tra của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định là có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong việc định giá DQC để cổ phần hóa, chuyển nhượng cổ phần mà vẫn không ai yêu cầu, không nơi nào làm gì cả. Dẫu bà Thoa đã nằm ngoài tầm với của ta nhưng tài sản của bà với rất nhiều câu hỏi vẫn còn đó căn cứ cứ khăng khăng bảo rằng kỷ luật bằng xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự, một số viên chức như bà Thoa là bằng chứng để sự quyết liệt trong chỉnh đốn Đảng nhưng lờ đi việc công bố các tờ khai tài sản cho dân chúng giám sát và không dốc toàn lực trong việc thu hồi công sản đã bị biến thành tài sản cá nhân, chẳng khác gì càng quyết thì nguy cơ nội lực quốc gia, dân tộc bị càng liệt, càng lúc càng bị teo. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông, bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.